Video này sẽ giúp bạn trở thành top 1 Ryoma. Hãy chuẩn bị tinh thần để trở thành top 1 Ryoma nào. Khi bắt đầu vào trận đấu, hãy nâng chiêu 1 ở cấp độ đầu tiên. Khi kích hoạt, Ryoma sẽ nhảy lùi lại và tung một đường kiếm gây sát thương vật lý lên những cái đỉnh lân cận. Nếu chiêu thức này gây sát thương hoặc vượt địa hình, Ryoma sẽ được tái sử dụng chiêu thức một lần nữa. Đây là chiêu thức duy nhất mang lại cho Ryoma độ cơ động với khả năng lướt vượt địa hình. Nhưng lưu ý, đây là chiêu thức sẽ lướt ngược lại theo với định hướng, nên cần phải có thời gian luyện tập nhiều để tránh gặp sai sót trong quá trình chơi. Và khi tung chiêu, hãy tận dụng các địa hình, trụ hoặc là gây sát thương lên địch để được tái kích hoạt chiêu thức lần nữa, sẽ giúp Ryoma đột biến và khó đoán hơn. Qua đó, Ryoma cũng sẽ đánh cấu rỉa, nhấp nhả và bắt mục tiêu tốt hơn. Khi kích hoạt chiêu 2, Ryoma sẽ rút kiếm chớp nhoáng, gây sát thương vật lý lên những kẻ địch chạm phải luồng kiếm khí. Các đạn nhân chúng phải rìa chiêu sẽ bị làm choáng. Đây là chiêu thức cơ bản gây sát thương chính của Ryoma, nên chúng ta sẽ ưu tiên nâng max cho này trước. Tầm hiệu lực của chiêu thức này cũng tương đối tốt, nên là sẽ rất hiệu quả cho việc cấu rỉa, dọn lính từ xa, tranh cướp mục tiêu và trích bụi. Đặc biệt, đây còn là chiêu thức duy nhất mang lại cho Ryoma hiệu khống chế cứng. Nếu đánh trúng tướng địch bằng rìa chiêu, giúp cố định mục tiêu để gia tăng khả năng truy đuổi hoặc đào thoát tốt hơn khỏi giao tranh. Phần hiệu ứng làm choáng cũng sẽ được hiển thị bằng hiệu ứng định hướng chiêu thức. Các bạn chỉ cần đánh trúng tướng địch ở khoảng nửa cuối tầm hiệu lực của chiêu thức là được. Khi kích hoạt chiêu cuối, Ryoma sẽ đâm kiếm liên tục, mỗi đợt gây sát thương vật lý. Một cú đâm trúng mục tiêu sẽ giúp Ryoma được hồi máu và giảm thời gian hồi chiêu hài. Chiêu cuối của Ryoma có thời gian hồi rất nhanh và khi kết hợp với các chiêu thức còn lại sẽ giúp Ryoma trở thành vị tướng đấu sĩ, sát thủ vừa có khả năng cấu rỉa mạnh, vừa có thể sốc sát thương nhanh, cực kỳ khó chịu. Cùng với khả năng hồi phục sẽ giúp Ryoma bám đường tốt hơn, qua đó cũng sẽ dễ dàng để tăng tiến sức mạnh hơn. Ngoài ra, khả năng hồi phục tốt cũng sẽ giúp Ryoma có nhiều tình huống có thể outplay địch một cách mãn nhãn. Chiêu cuối của Ryoma khi đang di chuyển có thể kết hợp với tốc biến hoặc kết hợp tốc biến với chiêu 2 cũng cực kỳ hiệu quả để gia tăng khả năng tạo đột biến cùng sự cơ động của Ryoma nếu đi đường. Còn nếu đi rừng thì có thể ưu tiên bắt đầu vòng rừng từ con bùa hướng ngược lại so với đường rồng hoặc là bùa đỏ trước vì Ryoma không tốn năng lượng để sử dụng kỹ năng. Nội tại giúp sau mỗi vài giây, Ryoma sẽ được cường hóa đòn đánh thường giúp gia tăng tầm đánh và sát thương kèm làm chậm tốc chạy của những cái địch trúng đòn. Nạn nhân trúng rìa chiêu sẽ phải chịu nhiều hơn sát thương. Và nội tại này lại càng chứng minh rằng Ryoma là một tay chơi nhấp nhả cực kỳ điệu nghệ trong Lego Mobile, có thể tận dụng nội tại này để cấu rỉa địch, dọn lính từ xa hay là trách bụi. Combo cơ bản của Ryoma như sau. Sử dụng chiêu 1 lướt đến vị trí địch, đánh thường với đòn đánh cường hóa từ nội tại để làm chậm địch, tiếp đến dùng chiêu 2 để làm choáng địch, sau đó dùng chiêu cuối để gây sát thương và hồi máu cho bản thân. Cuối cùng là tùy từng tình huống cụ thể mà sử dụng tiếp chiêu 1 để truy đuổi hoặc đào thoát. Ryoma có hai lối xây dựng, một là full sát thương, thường được sử dụng nhiều ở trong rank thấp, hai là semi, thường được sử dụng trong các giải đấu chuyên nghiệp và trên rank cao, và tôi sẽ chia sẻ hết với các bạn ở trong video này. Đầu tiên là lối xây dựng Ryoma full sát thương, thì bảng ngọc và phù hiệu sẽ như những gì mà các bạn đang nhìn thấy ở trên màn hình để tối ưu khả năng gây sát thương của Ryoma. Về trang bị, nếu đi rừng, hãy khởi đầu với Ryoma bằng kiếm truy hồn, tiếp đến là giày kiên cường, thương xuyên phá, phức hợp kiếm, nanh Fenrir và cuối cùng là giáp bộ mệnh sẽ luôn phiên thay đổi với quả cầu băng xương và liềm đoạt mệnh. Còn nếu đi đường, hãy khởi đầu với giày kiên cường, tiếp đến là thương launching nut, thương xuyên phá, phức hợp kiếm, nanh Fenrir và cuối cùng là giáp bộ mệnh sẽ luôn phiên thay đổi với quả cầu băng xương và liềm đoạt mệnh. Nếu team địch có tướng có khả năng hồi phục tốt, hãy chủ động lên đao truy hồn để khắc chế địch. Còn nếu xây dựng Ryoma theo hướng semi thì bảng ngọc vẫn giống như lối xây dựng Ryoma full sát thương. Còn về phù hiệu thì chúng ta sẽ sử dụng bảng phù hiệu du hiệp để gia tăng khả năng đánh nhấp nhả, cấu rỉa địch liên tục. Về trang bị, hãy khởi đầu với giày kiên cường, tiếp đến là tơ lo chính lớt, áo choàng băng giá. Slot đồ tiếp theo có thể lên một trong hai là nham thuẫn hoặc thương khung kiếm, rồi đến nanh Fenrir, cuối cùng là giáp hộ mệnh sẽ luôn phiên thay đổi với quả cầu băng xương và liềm đoạt mệnh. Nếu team địch có tướng có khả năng hồi phục tốt, hãy chủ động lên đao truy hồn để khắc chế địch. Đó là toàn bộ về Ryoma mà tôi có thể chia sẻ. Hãy nhớ đăng ký kênh, bấm vào quả chuông nhỏ nhỏ bên cạnh và bấm like cho video này nếu bạn thấy nó hữu ích. Chúc các bạn sẽ sớm trở thành top 1 Ryoma. Xin chào và hẹn gặp lại trong video sau.